Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một loại kính 3D cũng như cách sử dụng và bảo quản một loại kính 3D sử dụng trong máy chiếu. Đây, ở đây tôi xin giới thiệu là kính 3D của Benquy. Đây là dòng kính mới nhất trên thị trường hiện nay của Benquy và đang bán khá chạy ra thị trường. Ở đây tôi sẽ giới thiệu dòng kính 3D sử dụng cho công nghệ 3D chủ động, tức là chúng ta có thể sử dụng một máy chiếu để chúng ta xem phim 3D. Từ cái dòng kính này trong chúng ta thấy bên trong hộp là có những phụ kiện sách hướng dẫn sử dụng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy đây. Giả lo mắt kính và một dây dây sạc. Tôi bao giờ là chủ của tôi. Mini USB và cuối cùng quan trọng nhất là kính. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, lớn lên tôi học vỡ lòng rồi phụ giúp bố mẹ. Tôi kết hôn rồi có con cái. Đối với tôi thì gia đình luôn là tất cả. Chúng ta đã thấy kính 3D rồi. Thế nên, đây là dòng kính 3D mới của Benquy, cái gọng thiết kế khá là dày và chắc chắn. Đối với một máy chiếu, đối với một kính 3D thì chúng ta có thể thấy cấu tạo đơn giản như sau. Thứ nhất là có một cái mắt cảm ứng kính hiển 3D ở đằng trước. Cái mắt này có tác dụng là cảm biến tín hiệu 3D từ màn chiếu. Tôi bắt đầu nhận ra một điều quan trọng rằng khi sống con người ta cần tiến bước. Rồi phía bên trong chúng ta có thể thấy làm những gì mình chưa bao giờ dám thử. Cổng mini USB là cái cổng này chúng ta sử dụng để sạc cho kính. Rồi phía bên trong kính chúng ta thấy hai bên này là các cái vi mạch của kính, cho nên là thiết kế hai bên này thiết kế khá là dày. Kính này chúng ta đeo lên thì cảm giác rất là chắc chắn, cầm cũng rất cảm giác rất là chắc tay. Gọng kính thì thiết kế hoàn toàn bằng nhựa và mắt kính này chúng ta lưu ý là mắt kính này là thiết kế bằng thủy tinh, cho nên là nó có một cái nhược điểm là nó rất là dễ chảy, cho nên là chúng ta không được sử dụng tay hoặc là bất cứ các loại rẻ nào để chúng ta lau, mà chúng ta sử dụng loại rẻ đặc biệt theo kính này để chúng ta lau khi mà có bụi và hạn chế lau nhiều lần. Việc sử dụng kính cũng khá đơn giản, khi mà chúng ta sử dụng kính thì chúng ta chỉ kịp việc ấn nút nguồn để chúng ta mở và chúng ta thấy đèn hiệu báo chớp cũng thấy là có nghĩa là kính đã mở. Còn việc tắt thì kính này có một cái ưu điểm là nó sẽ tự động tắt khi mà không có tín hiệu 3D trong một thời gian nhất định, khoảng từ 10 đến 15 giây là kính sẽ tự động tắt khi mà chúng ta không có cảm nhận được tín hiệu 3D phía đằng trước. Sau đó nếu mà chúng ta muốn mở lại để sử dụng thì chúng ta cũng cần ấn lại nút nguồn là xong. Để bảo quản kính tốt thì chúng ta lưu ý là khi không sử dụng thì chúng ta nên bỏ vào trong cái túi vải kèm theo và chúng ta cất vào hộp để tránh bị bụi bẩn và bị ẩm ướt. Kính này hiện tại đang bán ngoài thị trường với mức giá dao động khoảng từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Chúng ta cũng có thể tham khảo trên các cái trang web chuyên bán linh kiện máy chiếu hoặc là trang web vnpc.com.vn để được hỗ trợ và tư vấn thêm về kỹ thuật. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.